Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái mẫu tranh đính đá về Phật Quan Âm ạ. Tranh này là của hãng Venus các bạn nhé. Hãng này thì mình dùng, nếu mà các bạn mua thước thì các bạn sẽ mua thước A, A141. Còn chiều dài thì nó có dài ngắn khác nhau, ví dụ 11, 13, 15, 17, 30cm. Thì cái đấy là tùy các bạn mua, bởi vì giá tiền nó khác nhau ấy. Còn mình sẽ dùng thước A141. Đây là VS093. Trong tranh thì đã có dụng cụ làm tranh rồi. Và trên cái vải thì nó đã có cái lớp keo phủ ở trên cái bề mặt rồi ạ. Mình chỉ lột một chút cái ni lông ra, mình đính đến đâu thì mình lột đến đấy. Khi mình chưa đính xong thì mình lại bịt nó lại. Lúc nào mình đính mình lại làm tiếp thì mình dở ra, thì nó sẽ tránh được cái sự khô keo. Các bạn đính đến đâu thì mở đến đấy nhé. Kích thước là 75 x 57cm. Đây là Facebook của mình nhé. Các bạn có thể vào Facebook xem ạ. Tin điện tử ạ. Các cái mẫu Phật này rất là đẹp ạ. Tất cả các cái bức tranh này thì là đều đính một phần các bạn nhé, chứ không phải đính toàn bộ đâu ạ. Như bức này là 80 x 56cm. VS334 ạ. Mình đính là lá sen này, đài sen này, Phật ạ. Cái nền là mình không phải đính thôi các bạn nhé. Giá thì các bạn có thể qua Shopee của mình đặt nhé. Ở phần cuối video mình có trang Shopee ạ. Hoặc là các bạn có thể kéo xuống dưới để xem cái phần bình luận, mình sẽ để cái link Shopee của mình ở dưới nhé. Hoặc là các bạn có thể nhắn qua Zalo để hỏi mình nhé. Mình sẽ chat với các bạn qua Zalo nhé. Có hai số Zalo của mình đấy ạ. 032-602-8558, 034-908-4043. Mẫu này 80 x 56cm, VS468, Quan Thế Âm Bồ Tát ạ. Tất cả tranh là đá tròn các bạn nhé. Cái phần này thì mình chỉ, cái nền là mình không phải đính thôi, còn đâu là đính hết ạ. Cái nền đằng sau Phật ấy là không phải đính ạ. Trong tranh thì có các cái gói đá nó đã có phân màu rồi. Và trên cái vải của bức tranh có phủ lớp keo và cũng có đánh ký hiệu ạ. Các bạn mở ra thì sẽ nhìn cái là có thể làm được ngay ạ, rất là dễ. Tranh này trẻ con cũng có thể làm được các bạn nhé. Ví dụ bạn bé nhà mình từ lớp 1 đã làm rồi. Bạn ấy rất là thích đính ấy. Các bạn nếu mà xem cái cách đính thì có thể kéo xuống dưới, mình có đăng mấy video để đính đá rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Có thể dùng không cần thước hoặc có thể dùng thước là tùy các bạn ạ. Hoặc là mình có rất là nhiều cái dụng cụ để hỗ trợ để mình đính nó thẳng hàng ấy. Mình có quay video ở dưới rồi ạ.
Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ shop với ạ. Mình sẽ quay rất là nhiều video mới nên là mong các bạn sẽ ủng hộ shop, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những video mới của mình ạ. Cảm ơn các bạn. Video sau mình sẽ quay về tranh đính đá, về chúa, về rất là nhiều cái mẫu nữa. Ví dụ như chúa này, hoa này, phong cảnh này. Tranh thêu cũng thế, rất là nhiều luôn ạ. Mình sẽ quay hết lên cho các bạn xem nhé. Mẫu này là VS152, kích thước là 72 x 53 cm. Cái nền đằng sau là mình không đính ạ, mình đính đài sen này, Phật ạ. Nền bầu trời đằng sau là mình không đính ạ. Bức này là VS335, kích thước là 1m x 65. 1m là chiều ngang các bạn nhé, còn 65 là chiều cao. Bức này rất là đẹp đấy ạ. Cái ảnh bên cạnh là nó có cái phần mà người ta treo ở phòng khách đấy, các bạn có thể nhìn. Rất là đẹp luôn. Đấy ạ. ABC này thì người ta ký hiệu của đá tròn thôi các bạn nhé. Có chữ ABC đấy ạ. Cái bầu trời đằng sau và cái nền núi đằng sau, nước đằng sau các bạn không phải đính nhá. Mình đính hoa này, hoa sen này, đài sen này, Phật này và cánh hoa đào ở trên thôi ạ. Phần nước và phần bầu trời, phần núi là mình không đính. Những cái phần đấy người ta in sẵn rồi các bạn nhá. Nó sẽ in đúng như cái màu nền này ạ. Còn mình không phải đính đâu ạ. VS151. Kích thước là 60 x 45 cm. 60 là chiều cao các bạn nhé, còn 45 cm là chiều ngang. Cái phần nền đằng sau mình không đính ạ. VS157, kích thước là 86 x 43 cm. Tranh này là tranh đứng nên là rất là đẹp các bạn này. Chiều cao của tranh là 86 cm, còn chiều ngang là 43 cm ạ. Tất cả tranh này là cái kích thước mình đọc ấy thì là kích thước mà đã tính cả cái phần viền bên ngoài rồi ạ. Mẫu này là VS181. Kích thước là 46 x 75 cm. 46 là chiều ngang, còn chiều cao là 75 cm ạ. Tùy từng bức tranh các bạn nhé, về xưởng để khác nhau. Có thể là mất mỗi bên khoảng tầm 3 cm hoặc là 4 cm cái viền đấy ạ. Cái viền đấy để khi mà mình đóng khung ấy thì người ta sẽ nẹp vào cái miếng gỗ, cái gỗ của khung tranh đấy ạ.
Đây là bức VS473, kích thước là 55 nhân với mình. Chiều ngang là 55 cm các bạn nhé. Còn chiều cao là 75 cm. Cái tranh này thì mình cần phải đính là Phật và cái đài sen các bạn nhé, và các cái bông hoa sen màu hồng ở dưới nữa. Còn phần nền đằng sau lưng của bức Phật là không, đằng sau là không có đính đâu ạ. Nền bầu trời cũng không đính ạ. Bức này là bức tranh đứng này. VS470, kích thước là 75 nhân với 53 cm. 75 là chiều cao, còn 53 cm là chiều ngang các bạn nhé. Tất cả cái phần nền là mình không phải đính ạ. Mình đính Phật và cái đài sen đứng đấy ạ. VS332. Mẫu này kích thước là 75 nhân với 53 cm. 75 là chiều cao, còn 53 là chiều ngang ạ. Tất cả phần nền ở đằng sau các bạn không phải đính nhá. Đính đài sen này và Phật thôi ạ. Cái phần hoa ở dưới mình cũng không phải đính đâu ạ. Bức này là VS090, kích thước là 70 nhân với 54 cm. 70 là chiều cao, còn 54 là chiều ngang ạ. Bức này là mình chỉ đính Phật thôi các bạn nhé. Phần đài sen mình cũng không phải đính đâu ạ. Phần nền không đính ạ. Cây không đính. Mẫu này thì là VS472, kích thước là 70 x 53 cm. 70 là chiều cao, còn 53 cm là chiều ngang ạ. Cái nền nước và núi ở đằng sau, cây ở đằng sau các bạn không phải đính nhé.
Mình đính Phật, đài sen và hoa ở dưới ạ. Mẫu Phật rất là đẹp luôn các bạn. Mẫu này là VS331. Kích thước là 75 x 55 cm. 75 là chiều cao, còn 55 là chiều ngang ạ. Tranh này là mình đính Phật và đính đài sen các bạn nhé. Phần nền là mình không đính ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong các bạn sẽ đăng ký kênh, bấm chuông, ủng hộ mình với ạ.